ông ted oshut đại sứ mỹ tại việt nam đã đến một ngôi chùa cổ hà nội tụng kinh nhân dịp lễ vu lan để bày tỏ lòng tưởng nhớ công an cha mẹ theo cách người việt nam ông viết trên facebook của mình hôm thứ tư rằng sáng nay gia đình tôi và tôi đã tham gia vào nghi lễ vu lan tại chùa kim liên chúng tôi hân hạnh được báo hiếu cha mẹ của chúng tôi theo cách của người việt nam tham gia cùng các phật tử việt nam trong ngày vu lan tại một ngôi chùa cổ và tráng lệ nhất hà nội là một cách tuyệt vời nhất ông viết tiếp nhân dịp này Chúng tôi xin chúc tất cả bậc cha mẹ Việt Nam và Mỹ sức khỏe tốt, bình an và hạnh phúc A Di Đà Phật. Ông Osu đã đến chùa Kim Liên cùng với người bạn đời là Clayton Bond và hai con nhỏ tên là Tabo và Lucy. Theo bản tin của VnExpress, ông Osu cho hay lý do đến chùa Kim Liên nhân dịp lễ Vu Lan là để con trai Tabo 2 tuổi rưỡi và con gái Lucy hơn 1 tuổi hiểu văn hóa truyền thống Việt Nam là điều rất quan trọng. Đây là lần thứ hai Osu đến chùa làm lễ báo hiếu năm ngoái ông đến chùa quán sứ cũng ở hà nội cùng với mẹ và chị gái theo sự nhận xét của ông lễ vu lan và ngày của mẹ ở mỹ rất giống nhau ông muốn thể hiện tấm lòng của mình với người mẹ đang ở mỹ và người cha đã khuất của ông